Hello, xin chào anh em. Nay có về thêm ít máy Milwaukee làm kết mẫu cho anh em nha. Đó, nay có về đây. Ok, vít nè. Cái vít khá là gọn luôn. Con này là model mới nha anh em. Model 3650. 3650 trừ 20. Đó, con này khá là gọn, dễ thương luôn. Con này anh em nào mà làm mộc nè, anh em nào làm bắn tuôn nè, đó. Thì anh em chơi con này. Rất là ok luôn, khá là gọn. Và giá hiện tại con này cũng khá là rẻ luôn. Em cắm vào một cái thử cho anh em xem phát nhé. Rồi, ok, về được 5 cây body nhỏ như vậy nha anh em. Đó, máy nhỏ, đó, cực kỳ gọn luôn. Gọn nhẹ giống như M12 nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cho anh em phát nha. Đây, đây là mũi khoét của Diplo. Ok anh em, body này hiện tại là 1.4 triệu nha, bao ship cho anh em. Rồi, tiếp theo cắm cái này vào cho anh em. Rồi, máy cưa lọng nha, cưa lọng M12 nè. Đó, quá em ha. Rồi, có điều tóc nè, chỉnh điều tóc cho anh em xem nha. Đó, bên này nó có chức năng A này là auto nha anh em. Đó, rồi, đó, con này giá cũng khá là êm luôn. Con này nếu mà hàng mới giá nó rơi tầm khoảng hơn 4 triệu anh em. Đó, rồi, con này thì hàng test mẫu giá cũng khá là tốt. Nói chung này có nhiều cây giá cực kỳ tốt cho anh em. Rồi, tiếp theo đây là cây màn nhắm băng nha, cả nhắm băng anh em sử dụng bằng dây nha, dây cái nhám dây nha. Đó, máy chạy nè, nhưng mà hiện tại là dây mình đang về thêm nha. Đó, anh em nào đặt thì đặt trước. Khá là rẻ luôn, quá đã anh em. Đó, có hai tốc, tốc 1, tốc 2 nha, quá phê luôn. Rồi, tiếp theo máy rút IV nè. Đó, rút IV 2.5 triệu một cây nha anh em. Đó, đó, rút IV thì mình sẽ đảm bảo cho anh em là rút ok mình mới gửi nha. Nói chung là hàng đảm bảo cho anh em. Đó, rồi, rồi, tiếp theo máy bắn đinh nha anh em. Máy bắn đinh M18. Con này là sử dụng đinh ép nha. Đây, mình sẽ cắm đinh vào. Rồi, ok, bật máy khởi động nè. Rồi, test phát nè. Đó, đó, ok nha. Nè, đinh nè. Đó, rồi, thêm vài phát nữa cho nó hết đinh luôn. Đó, ok, khá là ngon luôn. Đó, máy bắn đinh thì mình về được 2 cây. Rồi, có máy hút chân không nè, máy hút chân không. Rồi máy khoan đục Milwaukee, máy cắt gỗ. Đây, máy cắt gỗ nha. Con này là sử dụng bằng lưỡi thông dụng nha anh em, 184. Con này model nó là 2732. Ok nha. Rồi, theo máy khoan đục 3 chức năng 2912. Đó, 2912 nè. Đó, auto stop nha, có nắp luôn. Sử dụng động cơ không chổi than, lực của con này là 5 joule nha anh em. Đó, máy 4 chức năng nha. 4 chức năng, có tay cầm đồ đầy đủ cho anh em luôn. Tay cầm đầy đủ nha. Rồi, đó, bên này
là có máy máy bơm nè, đó, hút chân sông nè, hút ok nha anh em. Đó, nói chung là máy hoạt động đầy đủ hết. Con này giá nó đang là 6,5 triệu nè. Body con này thì hiện tại giá nó đang là 5,5 triệu. Đó. Cắt gỗ này hiện tại là 3,2 triệu nha anh em. Cưa lọng này hiện tại 2,9 triệu nè. Đó. IV là 2,5 triệu. Rồi, máy bắn đinh là 4,5 triệu nha anh em. Đó. Rồi. Ok anh em. Anh em nào quan tâm thêm về những cái dòng máy nào của Miyuki, ở đây thì anh em liên hệ mình nha. Rồi, chào tất cả anh em.